Vào những năm năm bảy năm tám của thế kỷ trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhà ông này có một cô con gái tuổi 17 khá xinh xắn, được gia đình một anh xóm bên xin cưới làm vợ cho anh con trai nhà mình. Cô gái mới lớn, chuyện lấy chồng là chuyện lớn, cô ta vẫn còn lỡ ngỡ, nên mới sang hỏi bà chị họ lấy chồng đã hơn chục năm và đã có hai đứa con. Chị ơi, lấy chồng sướng hay khổ hả chị? À, vừa sướng mà lại vừa khổ. Là sao hả chị? Là ngủ với nhau thì sướng, lúc đau đẻ và nuôi con thì khổ chứ sao? Mấy tháng sau, cô ta gặp lại bà chị và nói, công nhận lấy chồng sướng thật. Biết thế này thì em lấy chồng từ năm ngoái. Nhiều hôm sướng, cha biết rời đất là gì cả. Bà chị bảo, hãy đợi đấy, lúc đau đẻ và lúc con cái ốm đau thì biết ngay sướng hay khổ nhá. Anh ta trước đây rất hay nhậu nhẹt, nhưng nhìn thấy một anh bạn nhậu bị sơ gan cổ trướng mà chết. Anh ta sợ quá mới nghĩ rằng rượu trẻ bia bọt thì chết sớm, con bị sai, vợ bị người khác xài, bỏ ngay bỏ ngay. Qua một thời gian bỏ bia rượu, người khỏe hẳn ra, nhưng cái khoản kia vẫn cứ như lúc đang uống rượu vậy. Yếu nên vợ phản nàn, anh ta nói, đa tử hại tâm, đa dâm hại thận, vợ chẩu mồm lên cãi. Em vừa nghe nói chuyện sáng nay, ông Trương học lương bên tàu, ba bốn vợ, ông ấy sống tận những 103 tuổi đấy, đa tửu thì hại thận, đa dâm thì việc gì? nếu anh sợ thì nằm yên đấy để cho hai cái nó làm việc với nhau sướng bỏ cha ra lại còn vẽ chuyện mấy anh bạn hôm qua rủ nhau sáng nay tập trung đi ăn sáng ra quán thấy thiếu mất một anh anh liền gọi điện cho anh kia ê đang làm gì đấy ra ngay anh em đang chờ đây này một lúc sau anh này mới ra tới nơi dáng vẻ rất mệt mỏi một anh hỏi thế đêm qua làm gì mà như thằng chết trôi thế kia à là mâu thuẫn với vợ thôi mà thế đêm sao lại cãi nhau làm gì à mâu thuẫn với vợ những hai lần nên hôm nay hơi mệt cả hội cười ổ lên một anh bảo tao lạy mày tuổi này mà hai cái một đêm là mày nhất hội rồi đấy. Buổi trưa nắng nóng, mấy bà kéo nhau ra bụi tre cạnh cánh đồng ven làng hóng mát. Trưa các bà không ngủ, tiết kiệm điện nên hay ra ngồi đây. Một lúc sau một bà bê một thúng lạc ra để bóc Bà ta vừa ngồi xuống, ngã bà quần bị bục chỉ, bỏ tô hô ra các bà phá lên cười. Có bà bảo, may là chả có đàn ông ở đây, không thì họ cười chết. Bà kia nói, cười cái gì? Mình trên nát, dưới rách, đều là do họ cả đấy. Đường thì nuôi con, con bú, bố cũng bú luôn. Ở dưới, cách hai ba ngày lại bị rùi, không rách mới là lạ. Cả hội cười bò ra, có bà nói, rất tục, nhưng mà đúng đấy. sáu giờ mười lăm sáng vợ gọi chồng dậy đi đánh răng rửa mặt để ăn sáng nhìn vào bát mì trước mặt thấy một bát rất nhiều thịt và hai quả trứng ốp lết một bát ít thịt hơn và có một quả trứng vợ đẩy tô nhiều thịt về phía chồng bảo anh ăn đi chồng hỏi sao tô nhiều thịt và trứng tô ít là sao à trên giường anh là đối thủ chiến đấu bây giờ không chiến đấu nữa cho đối thủ ăn ngon chút còn có sức mà chiến đấu những trận tiếp theo chứ chồng thở dài đáp thế này là anh ăn hộ em à hôm nay mưa cả ngày hai vợ chồng không làm gì cả nấu ăn sớm rồi kéo nhau đi ngủ trưa một lúc sau anh chồng hỏi vợ có kiếp sau thì em vẫn lấy anh chứ. Có lấy, nhưng chỉ hai nhiệm kỳ thôi nhá, còn lại thì giải tán. Sao lại thế? À, cũng như bây giờ, 8 năm đầu anh cưới em, anh chiều chuộng đủ thứ, thuế má nộp đều đặn, cả lương và trên giường nữa. Sang năm thứ 9, các khoản cứ thưa dần, đến nay thì tháng có tháng không. Tiền lương anh vẫn đưa đủ cơ mà. Còn cái kia mồi mãi nó trả lên biết làm sao bây giờ chứ Có tay tại công đường của phủ Khai Phong Cô khẳng định là hắn hiếp cô chứ Dạ vâng Vậy cô dựa vào đâu Dạ bẩm con dựa vào tường à Cô biết là hắn hiếp cô Vậy cô đã làm gì để phòng vệ Dạ bẩm quan, còn uống thuốc tránh thai à? Cô ngồi ngay ngắn để ta lại cô ba lại. Chàng rể ngọng ngớ ngẩn. Vợ chồng ông sinh ra được thằng con trai không được khôn ngoan như những đứa trẻ khác. Mãi đến ngoài băm mới tìm cho được cô vợ cho có đôi có lứa. Đêm tân hôn, anh ta vào phòng the ngủ với vợ vì chưa hiểu thể thống thế nào nên anh ta hùng hục sục vào đúng cái rốn của vợ lúc sau ứa nước ra thế là cậu nhỏ trôi tuột xuống chỗ cái ấy cậu sướng quá kêu lên ôi nhà mình có hai cái rỗ dồn hi hi ông bà nằm ngoài nhà nửa đêm nghe vậy thấy rất phấn khởi và thì tầm nói với nhau đấy bà nghe rõ chưa Ai bảo nó đần độn chứ Nó còn biết rõ Tháng này nhà mình có hai cái dỗ dồn Dỗ ông cái dỗ bà cái đúng không nào Ông bà mừng thầm Rồi im lặng ngủ thiếp đi lúc nào không rõ <laughs> Chuyện học trò Thầy giáo cũ của tôi bước vào lớp cả lớp ồn ào, học trò viết giấy truyền tay nhau việc gì đó bỗng nhiên ở dưới cuối lớp có một học trò bỗng dưng hát có một loài chim không bao giờ bay thầy vội hỏi em kia sao tự do hát trong lớp thế hả trò mặt tỉnh que bảo dạ thầy quên cài khóa quần kìa thầy giáo hả tôi rút kinh nghiệm ra ngõ đi làm bao giờ cũng đếm một hai ba một là kiểm tra khóa quần. Hai là kiểm tra sơ vin có thắt lưng không. Ba là kiểm tra có quên ví tiền hay không. Năm đầu tôi dạy lớp 8. Có một học sinh nữ tự nhiên mặt đỏ gay xin ra ngoài. Tôi liền cho ra. Mấy phút sau em vào rồi 15 phút sau lại xin ra. Tôi đoán là có chuyện. Bảo em học sinh phỏng phao nhất lớp đi xem bạn làm sao, có gì thì giúp đỡ cho bạn. 20 phút sau, hai em cùng vào lớp. Cả lớp to nhỏ hỏi em đi theo, nó làm sao đấy? Cô học sinh này bị hỏi nhiều nên nói, khổ chuyển giai đoạn. Tôi nam giới nên quay mặt vào bảng để khỏi phì cười. bố có bồ thằng con chạy vào bếp kêu lên mẹ ơi bố có bồ rồi kìa bố đang mang bồ về nhà mình kia kìa bà vợ ba máu sáu cơn lấy ngay cái gậy chạy ra ngoài đúng là ông chồng đang vác cái bồ về thật cái bồ chắc đựng được năm tạ thóc tôi là giáo viên nam vào lớp thấy rè lau bằng khô và bẩn bảo một em đi giặt lúc sau em ấy đi vào tôi vẫn dạy bình thường khi lau bảng mới phát hiện trong rè lau có một cái quần lót nữ bực mình mà không dám mắng vì xấu hổ bù trừ thẳng ngố trố mắt đứng nhìn bỗng nhiên phía dưới con chim gật gù đầu trên ngớ ngẩn đần đù đầu dưới rất khỏe bù trừ lẫn nhau đứng nhìn hai đứa cắn nhau thế là chỉ một lúc sau ướt quần mỗi lúc lại nhích lại gần thằng cu tấp tệnh chôn chân chẳng rời <laughs> giữ của rõ khổ cho cánh nhà nông thời vụ nên phải ra đồng trải khô. Ông trời vừa xón tí mưa, em phải đi cấy giữa trưa nắng hè. Chẳng biết lấy cái gì che, thôi đành ngâm nước cho khe an lành. Cố giữ để dành phần anh, cái đấy mà hỏng, mồm đành treo niêu. Một liều ba bảy cũng liều, mở ra tươi giói thêm yêu sướng liền. Bát cơm manh áo đồng tiền, nó làm ra cả chẳng phiền đến ai sợ nhất không có ai xài, mồm miệng há hốc, đói dài nhe răng, thưởng sách chẳng có chi bằng, phải giữ bằng được còn hòng kiếm ăn. <laughs> sống chuẩn mực Có hai ông bà già sống rất chuẩn mực, nên phong độ cường tráng nhất vùng, tiếng lành đồn xa, một ngày nọ. Có cô phóng viên một tờ báo đến phỏng vấn hai ông bà. Dạ, cháu chào hai bác ạ. À. Hai bác sống chuẩn như thế nào mà có được sức khỏe cường tráng như ngày hôm nay ạ? À? Hai bác có được như ngày hôm nay là nhờ sinh hoạt chuyện ấy điều độ đấy cháu à. Ồ, tuyệt vời quá bác ơi. Sinh hoạt như thế nào? Bác kể cho cháu nghe có được không ạ? À? Đơn giản thôi, cứ đêm ngủ tới gần sáng, nghe chuông đánh là hai bác dậy làm chuyện ấy một lần trong ngày một tháng sau cô phóng viên được chủ tờ báo cử đến tặng quà cho hai bác vì làm được điều phi thường trước giờ chưa có vợ chồng già nào làm được điều đó cô ta đến lần này chỉ thấy một mình bà cụ tiếp đón nhưng nét mặt hơi buồn liền hỏi bà cụ là cụ ông đâu bà cụ đáp rồi tay chỉ lên bàn thờ ông lên đó ngồi rồi cô à cô phóng viên vội hỏi ô hai bác sinh hoạt điều độ lắm sao bác trai lại lên đó ngồi sớm vậy ạ à? bà khóc thét lên một tiếng rồi trả lời cô ơi bữa đó tôi với ông nghe tiếng chuông đánh rồi dậy làm chuyện ấy xong ngủ thiếp đi không nhớ gì hết đến gần sáng lại nghe chuông đánh ông kéo tôi dậy làm chuyện ấy thêm lần nữa xong ông lăn đùng ra không kịp chăn chối cho tôi một lời nào cô ơi về sau tôi mới biết cái thằng kéo chuông hôm ấy tối đó nó đi nhậu về say xỉn quá nó kéo chuông không cần biết bao nhiêu lần nên ông tôi mới đi nhanh như vậy đấy cô ạ à. <laughs> giúp đỡ bạn nó xấu trai, nhưng tướng cao to, có mái tóc gợn sóng bồng bềnh rất đẹp, nói chuyện có duyên và rất khéo, làm cho phái đẹp mê hồn trận mỗi khi nó có cơ hội, ý định làm quen. Khó lòng mà từ chối những lời hay ý đẹp của nó. Cái thời bao cấp, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn trăm bề, làm gì có điều kiện để vào những khu vui chơi giải trí như bây giờ. Hắn quen cô nào tối đến cũng dẫn ra công viên ngồi hóng gió tâm sự chuyện trai gái ở hàng ghế đá những gốc cây tối đèn để không ai nhìn thấy nó làm chuyện gì có một lần nó quen cô nàng hàng xóm rất đẹp nhưng có tính khí hơi tưng tửng thằng bạn thân của nó lại thích cô nàng này nhưng không tài nào chinh phục được trong lòng lại ao ước muốn một lần được đụng chạm vào cơ thể của nàng cho biết được hương vị đầu đời của một chàng trai mới lớn thằng bạn nhờ nó giúp đỡ tạo điều kiện cho một lần được đụng đến cơ thể của nàng để được toại nguyện của niềm mong ước vì từ trước tới nay chưa một lần được biết đến chuyện đó vì làm quen chinh phục gái rất kém nên không bao giờ có cơ hội một ngày nọ nó nói với thằng bạn rằng tối nay tao dẫn nàng ra công viên tâm sự ở một gốc cây ở vị trí đó, còn mày thì núp ở gần đó sau lưng nàng. Khi tao hành động thì mày tới gần sau lưng nàng rồi cùng đưa hai bàn tay từ phía sau phụ hỏa luôn nhé. Nó đang làm điều đó. Thì thằng bạn từ phía sau cùng đưa hai bàn tay vào, đang mây mưa cao trào. Cô nàng hỏi, hôm nay sao anh nhiều tay thế? ở đâu trong người em đều có tay anh cả anh chàng đáp à hôm nay anh làm tốc độ quá nên em có cảm giác như anh nhiều tay ấy mà một lát sau cô nàng thấy lạ lạ sinh nghi trộm luôn bốn cái tay cho lòi mặt chuột thì ra có thêm anh hàng xóm hay chọc ghẹo mình nhưng nàng không thích mà chỉ thích nó Cô ta đánh cho mỗi anh một bộng tay rồi ra về một mình không hẹn ngày tái ngộ. Bạn nó sau đợt ra mắt ngoài ý muốn của cô nàng. Sau này được nàng yêu thương vì đức tính chân thật nên được nàng rất yêu quý. Hai người thành vợ chồng sống rất hạnh phúc với nhau và luôn biết ơn nó tạo cho cơ hội cười ra nước mắt. nguyện vọng của anh lười có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng mà ăn thế là chết đói xuống âm phủ diêm vương bắt đầu thai làm kiếp mèo anh ta bèn tâu dạ muôn tâu đại vương đại vương bắt con hóa kiếp mèo thì xin được cho một bộ lông đen tuyền chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi diêm vương không hiểu ý ra làm sao hỏi lại để làm gì cứ anh ta liền tâu giả để khi con nằm trong xó tối chuột không trông thấy chỉ thấy có cái đốm trắng tưởng là cục mỡ chạy lại mà gặm thế là còn cứ việc há mồm ra ăn thịt không mất công rình bắt đâu ạ à. ham cá độ phụ huynh lo lắng đề nghị thầy hiệu trưởng răn đe để con mình chừa cái thói ham cá độ tuần sau có cú điện thoại cho ông bố nói rằng tôi vừa dạy cho thằng nhóc một bài học đắt giá về cá độ rồi đấy dạ thầy làm tôi tò mò quá đấy chả là hôm nay nó dám bảo bộ dâu của tôi là dạ tôi ra giá dạ năm bảng cô cậu cắn câu ngay thế nó đòi kiểm tra dâu của ông phải không Tôi cho nó giật thoải mái Sau đó Nó phải tòi ra năm bảng Chắc là cô cậu cạch đến già rồi Thôi thế là chết rồi Sáng nay Nó đã cá mười bảng với tôi Là sẽ tìm được cách Giật dâu của ông một anh chàng nghi ngờ vợ mình có gian tình với gã hàng xóm, nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta dò hỏi con trai, con ở nhà thấy mẹ thân thiết với ông tèo hàng xóm không? Cậu con trai liền đáp, không đâu bố à, mẹ ghét ông ta lắm, mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa đấy. Chàng ta hớn hở, thế à, có thật như vậy không? Cậu con quả quyết mà rằng, thật ạ. À? hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào chán ông ấy rồi nói hư cái đồ khỉ này lão đi mát xoa từ ngày về hưu lão đâm ra rảnh dối hẳn chiều nào lão cũng xin vợ đi đánh bóng truyền với đám thanh niên làng lão đánh cũng hay những cú đập cú đỡ cú bỏ nhỏ vẫn còn ngon chán Ngày trước, hồi còn làm cán bộ xã, lão cũng là một tay đánh có tiếng, chuyên có mặt trong đội hình chính đi đánh giải trên huyện. Lão tuy đã 60, nhưng nòm vẫn còn trẻ chán, tóc của lão vẫn còn đen bóng, môi vẫn đỏ, da rẻ của lão hồng hào, người lão vẫn vâm ra, nòm như thanh niên vậy. Nhìn cô nào xinh xinh là lão vẫn cười duyên lắm rảnh rỗi vẫn lướt điện thoại, ngắm mấy em trên mạng rồi tùm tìm cười một mình. Mấy em chân dài, mặt xinh như búp bê, da trắng như lợn cạo. Làm lão thích thú thả lai like bắn tim liên tục. Mộ vợ của lão bắt gặp mấy lần, cho vài cái bợp tai mà mãi vẫn chưa chừa. Nói về mộ vợ của lão thì khác nhau một trời một vực. Như kiểu đôi ta sinh ra đã không thuộc về nhau dáng của mộ sổ sề, hai chân to như thân cây chuối, bắp tay tròn lặn, cái cổ ngấn đầy mỡ. Má của mộ múm mím, mắt thì ti hí, đôi lông mày như hai con đỉa trâu, môi của mụ xăm đỏ chót, giọng nói cứ ồm ồm như đàn ông. Lão sợ mộ phải phép, có bận người ta thấy mụ nắm đầu lão lẳng một phát lộn cổ xuống tận mé mương vì cái tội cười với cô tám béo lòng lợn lão cũng chỉ dám ẩn ực nước mắt chứ chả dám khóc thương lắm cả cuộc đời mộ chỉ có niềm đam mê với lợn lúc nào cũng lợn mộ chăm lợn tốt lắm con nào con nấy béo núc ních mỗi khi có con nào bị ốm mộ lại lo sốt vó mộ sai lão như sai con chạy ngược chạy xuôi mua thuốc cho mộ chữa bệnh có một đợt đàn lợn của mộ dính phải dịch lở mồm. Mộ chạy bình bịch vào giữa hội trường nơi lão đang họp, quần sắn tới tận đầu gối. Bắt lão phi ngay lên huyện mời thú y, lão xấu hổ, không ngẩng mặt lên được. Suốt ngày lợn nên người mộ lúc nào cũng hôi hôi mùi phân, tắm mãi không hết. Lão nằm bên mộ chả có hứng thú gì, nhưng thi thoảng vẫn bị mộ vần ra, bắt làm cho đôi nháy, mệt gần chết. Hôm nay, đội bóng truyền làng lão vừa đoạt giải nhất giao lưu do xã tổ chức, đang ăn uống chúc mừng ẩm ý ngoài quán bia cua Tám Béo. Lão nốc cũng khá nhiều, lại được đám thanh niên chúc nhiệt tình nên lão cũng khá phê, mặt đỏ tía tai mồm chém gió tung cả quán này chúng mày còn kém lắm may mà gặp mấy thằng làng bên nó yếu chứ chúng mày chưa đủ tuổi đâu chưa đủ tuổi là thế nào ạ à? chú cứ liên thiên bọn cháu chấp hết tao liên thiên cái gì chúng mày không biết ngày xưa tao hoành tráng thế nào hả à? tao đã từng lão méo hết cả mồm bắt đầu làm nhảm thằng bờm ngấm bia nóng mặt vạc lại lão hoành với chả tráng Bọn cháu chả biết chú ngày xưa thế nào. Bây giờ thấy chú sợ vợ bỏ mẹ ra. À, mày bảo ai là mẹ hả? Cái thằng bờm con nhà độ mất dạy kia. Tao cho điếu cày vào mồm mày bây giờ. Mất dạy cái gì? Cả làng cả nước người ta biết. Đã hèn lại còn sĩ. Nó cũng lên cơn. Ái chả, thằng danh con này. Bố mẹ mày không dạy được mày. Thì để ông dạy. Lão với lấy cái điếu cải hàm hàm đỉnh phang, đám thanh niên hốt hoảng rằng lại, ôm chặt lấy lão. Cô tám béo chạy ra xin dối rít Thôi thôi, tôi xin các ông, quán tôi làm ăn, đừng có đánh nhau ở đây. Cái thằng bờm mày có nhịn ông ấy đi không hả? Cháu nhịn rồi chứ, nhưng lão ngang bỏ mẹ ra. Đấy đấy, cô xem, nó ăn nói với tôi như thế đấy. Cô xem có nhịn được không hả? Thôi thôi, tôi xin ông, trẻ con, nó biết cái gì đâu, chúng mày có dẫn thằng bờm về không thì bảo mai đến tính tiền cũng được đám thanh niên nghe thế vội vàng lôi thằng bờm với cái cúp vàng làm bằng xốp lượn thẳng còn cả ông nữa già rồi chơi với bọn danh con làm gì định bằng chúng nó đấy hả cô lại quát chơi thì chơi chứ ngại gì nhưng chẳng qua chẳng qua cái gì thôi ông về luôn đi không mụ vợ nhà ông thấy tôi nói chuyện lại ghen bóng ghen gió lên bây giờ Lão tiêu nghỉu ra dắt xe đỉnh về, nhưng rồi lại thôi, lão lượn mấy vòng cho tỉnh đã. Mà thú thực, lão cũng chả dám về sớm. Người toàn mồi bia thế này, kiểu gì chả ăn vài cái bàn tay. Trời vừa sầm tối, lão lang thang vẩn vơ thế nào, đã lượn lên tới phố huyện. Lão lượn vài vòng ngắm gái, rồi rẽ vào quán nước ngồi trầm tư suy ngẫm. Mẹ, Đúng là quê với phố nó khác nhau thật. Mới lượn có tí mà sướng hết cả mắt. Toàn các em trẻ đẹp xinh tươi. Cứ mờn mờn ra trông đã thật đấy. Chẳng bồ cho cái làng lão. Đứa nào xinh xinh một tí thì tối ngày nó chui trong nhà. Chả thấy mặt mũi đâu cả. Lâu lâu thấy nó mò ra đường thì trùm quần áo kín mít. Chẳng nhòm thấy gì sất. Được vài cô đi làm đồng về quần sắn quá đầu gối lão mới liếc liếc thì bị cái đòn gánh phang vào mặt đang vẩn vơ suy nghĩ thì lão chú ý đến bên kia đường có vài cô em chừng ngoài đôi mươi xinh xắn đang ngồi ghế bấm điện thoại quần áo ngắn cún cỡn da trắng như trứng gà bóc ngực cứ hây hậy ngồi dưới cái bảng mắt xa sông hơi nháy nháy mờ mờ khiếp con cái nhà ai để khéo thế bác nhỉ? Lão hỏi dò bà cụ bán trà đá. Ừ, tôi cũng chả biết chúng nó ở đâu đến mới mở quán đấy, được gần tuần nay rồi. Thế, trong đấy chúng nó tẩm quất à bác? Tôi cũng không rõ nữa. Thấy mấy thằng thanh niên lẫn đám trai trai hay kéo nhau vào đấy, hình như là để giải rượu. Vậy à, thế có đắt không hả bác? tôi nghe loáng thoáng hai ba trăm gì đấy. Chú tính vào đấy à? Vâng, em tính vào thử xem thế nào. Chứ từ bé đến giờ, có biết mát xoa sông hơi là gì đâu. Với lại, chiều nay, có làm mấy cốc bia với đám thanh niên dưới làng, thấy người cũng kiền kiệt. Ờ, thì chú cứ vào xem thế nào, nhanh nhanh, tỉnh rồi mà về. Dạ vâng, lão hí hửng, lần trong vúi, còn gần triệu tiền lương giấu vợ vẫn còn lão uống nốt cốc nước trả tiền bà cụ rồi dắt xe sang ngay lão chưa kịp dựng xe thì có một thằng choi choi mồm ngậm thuốc phì phèo dáng nom như nghiện chạy ra bác bác cứ để xe đấy em dắt cho bác cứ vào trong đi các em nó phục vụ bác nhiệt tình thế hở ở đây phục vụ chu đáo nhỉ dạ vâng chỗ em phục vụ uy tín luôn ạ, à. khách hàng là thượng đế mà. ờ, ừ, được đấy, các chú cứ như thế mà phát huy. Dạ, vâng bác vào đi ạ. À. Lão chưa bước tới cửa thì có một em trẻ măng trắng nón nà, bôi son phấn lòe loẹt nước hoa thơm phức chảy ra kéo tay. Ôi anh, anh vào đây. Nó kéo lão ngồi vào bộ sa lông, rót nước mời. Em mời anh uống nước lần đầu anh ghé qua quán em đấy hả? Lão nhấp ngộp nước thơm nổ tam thất, tỏ ra sành đời sĩ diện bốc phét nói luôn. Ừ, anh vừa bán xong lứa lợn, rảnh rỗi, thấy quán em mới mở, nên ghé ủng hộ mà, nòm cũng được. Dạ, cảm ơn anh, em lấy cho anh phòng VIP nhé. Mà rổ giá ở đây thế nào hả? Đắt hơn chỗ cũ là không chịu đâu nhá. Dạ anh yên tâm Vip là chỉ có 2 lít Em điều cho anh Em đào sinh nhất quán phục vụ anh Còn vào trong đấy Anh bo thêm cho nó bao nhiêu thì tùy anh Ok Anh chỉ thích Vip thôi Lão cười ha ha Dạ ok anh Tèo ơi Mày sắp cho khách phòng Vip nào Hồi nãy Lão sảnh điệu chém gió bao nhiêu Thì bây giờ Lão lại ngu ngơ khờ khảo bấy nhiêu Lão đứng tén tỏ giữa căn phòng tối lờ mờ mà chả thấy ma nào ra phục vụ cả. Chỉ thấy mỗi cái giường bé tí tí. Còn có cái phòng con con nòm như nhà xí. Lão đang ngơ ngơ thì có tiếng cành cạch mở cửa. Em nhân viên trẻ măng nghe giọng không phải người vùng này đang xách thử thùng thuốc lá. Mở đèn chào lão. Em chào anh, anh cởi đồ đi. Chuẩn bị vào sông hơi. Cởi hết à? Cả quần đùi hả? À? Lão hỏi. Dạ, cởi hết cho nó thoải mái ạ. À? Ở đây mỗi em với anh có chi mà ngại. Lại còn thế nữa à? Lão cũng ngại ngùng. Rồi cởi tuốt tuần tuột, tuột. Anh vào đi, em mở vòi sẵn rồi đấy. Vào đây hả? À? Lão ngó trong cái phòng toàn mùi thuốc. Từ các loại cây lá đang phỉ phỉ hơi nước ngần ngại. Dạ, anh vào đi, rồi em pha nước để anh tắm. Lại còn tắm nữa hả? Dạ, còn mát xoa nữa, anh đặt phòng vip mà. Vào thì vào, sợ đếch gì? Lão mới ngồi chừng 2 phút, đã la oai oái. Sao nó nóng thế em ơi, sắp luộc đến nơi rồi. Dạ, nóng ra mồ hôi mới khỏe người anh à. Thế hử? Lão ngồi thêm lúc nữa thì không chịu nổi nữa sông hơi gì mà nóng như mùa hè ngồi luộc bánh trưng thế này lão bỏ ra thở hồn hển anh yếu thế thôi vào đây em tắm cho ok lão nhảy ngay vào bồn tắm nước ấm em nhân viên kỳ cọ cho lão như em bé ngoáy tận lỗ tai lão sướng tê người thôi xong rồi anh đứng lên em lau khô người rồi ra tầm quất cho lão nằm tồng ngồng trên giường che cái khăn hở hững anh thả lòng người ra nhá ok em ôi sao nó làm siêu thế chứ định tay nó mềm mại mân mê người lão hương nước hoa người nó tỏa ra ngào ngạt ngực nó cứ hứng hở, đôi nó trắng phau phau nuốt nuồn nuột nó còn trèo lên lưng của lão dậm chân như dậm lúa lão sung sướng cuộc đời trời ơi thế mà mấy chục năm nay lão phải chịu đựng mùi phân lợn từ con vợ béo nhà lão sao lão không biết trò này sớm hơn nhỉ lão mắt lim dim xong rồi ạ à? lão giật mình xong rồi hứ dạ xong rồi anh có muốn thư giãn thêm nữa không ạ à? nó nói nhỏ gợi ý thư giãn thêm là như thế nào lão hỏi là cái ấy ấy nó nói nhỏ thì thầm vào tai lão lại còn cả thế nữa hả ok chơi luôn em nhân viên với tay tắt đèn và thế là cỡ chừng nợ tiếng sau mới thấy lão mò cái mặt ra hí hửng nghe chừng thỏa mãn lắm lão ra thanh toán tiền thì mất toi gần triệu bạc còn thừa đúng hai nghìn lẻ nhưng không sao lâu lắm rồi mới được sung sướng như thế lão dắt xe chuẩn bị về thì thằng trông xe hỏi Bác thấy quán em phục vụ thế nào ạ? Quá ok luôn Lần sau bán được lợn Anh lại ghé Lão mở cốp xe Xem điện thoại mấy giờ Thì thấy hẳn 19 cuộc gọi nhỡ từ vợ của lão Quái lạ Mọi khi có đi đâu Thì mụ cũng chỉ gọi ba hay bốn cuộc Sao hôm nay lại gọi lắm thế nhỉ? Lão gọi lại Alo Alo cái gì? có vác cái xác về đây không thì bảo vác cái gì đang đi đo kính trên huyện tí về ngay nhá ấy già lại còn đi đo kính à thằng kiên kêu nó nhìn thấy lão mò vào quán mấy con bóp nào trên đấy hả à? mò đâu mà mò nó nói điêu đấy lại còn cãi à nó chụp hình gửi tin nhắn rành rành đây này về tôi xé xác ông ra hừ hừ lão tắt luôn máy tỉnh cả người vội vàng phi xe về nhà gấp bà cụ trà đá gọi với tỉnh chưa chú ơi dạ em tỉnh lắm rồi ạ à? lão về tới cổng dắt xe vào nhà rồi mà không thấy dáng bóng dáng mổ vợ đâu lão ngó thấy mổ đang ngồi trong phòng khách gọt trái cây vắt chân xem tivi lão ngẫm nghĩ eo mẹ sao lạ thế nhỉ hồi nãy mụ còn hùng hổ đòi xé xác lão cơ mà. Lẽ ra giờ này mụ phải lao ra chào hỏi mấy cái bà tai rồi chứ. Hay mụ nói điêu làm sao mà thằng Kiên kêu biết được cơ chứ. Lão đứng thập thò suy nghĩ thì dẫm phải đuôi con mèo nhà. Nó xù lông kêu ré lên rồi chạy mất hút. Về rồi đó hả? Ông ra rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ đi rồi vào nhà ăn trái cây Tiếng mụ vợ trong nhà nói vọng ra rất nhẹ nhàng. Ô, cái con mẹ này, sao nó thay đổi tính nết nhanh thế nhỉ? Hay mụ nuôi lợn lâu năm ngửi mồi cám nhiều, lú lẫn, nói trước quên sau? Ừ, ờ, tôi vừa về, đường lắm ô tô, với xe máy quá, bụi mù hết cả người. Lão đằng hắng trả lời, rồi đi rửa mặt, quay vào cố tỏ ra tự nhiên hỏi dò. Táo ngon quá mình nhỉ Mua ở đâu đấy Mua dưới chợ Ngồi xuống ăn đi rồi ký Mụ vợ lão trả lời Mắt vẫn dán vào tivi Cha thèm nhìn Ký cái gì hà mình Đơn ly dị chứ còn cái gì nữa Lão giật nảy mình Chạy ra đóng hết cửa sổ Cửa chính Quay vào van xin Ôi tôi xin mình Tôi lỡ chót giải nốt lần này Có ký không thì bảo Bây giờ mộ mới gầm lên. Tôi xin mình mình ơi, mấy chục năm ở với nhau, còn ký cái gì nữa? Mấy chục năm, mấy chục năm mà như thế này hả? Ông hỏi cả cái làng này xem, tôi ở với ông, tôi khổ như thế nào. Ông làm cán bộ bao nhiêu năm, ông ăn sung mặc sướng, bao nhiêu việc nhà lớn bé tôi lo hết, lại còn con cái, tôi khổ sở lam lũ, đến nỗi không ngó ngàng gì đến bản thân. Mà đến giờ này, ông đối xử với tôi như vậy à? Rời ơi là rời. Mụ nhảy cẫng lên khóc lóc. Lão khóc giống lên, ôm chân bộ. Thôi thôi, tôi xin mình. Tôi chót dại. Tôi biết tôi ngu rồi mình ơi, tôi xin. Ông biết hả? Ông có biết nếu hôm nay không phải thằng Kiên con cháu trong nhà mà gặp phải thằng khác nó lu loa lên thì có phải nhục nhã với họ hàng làng nước không hả? Lại còn con cháu nó nhìn vào Sao ông già đầu rồi mà ông ngu thế hả à? Rời ơi là rời Mộ vừa khóc vừa chửi Tôi biết tôi ngu rồi Tôi biết mình khổ vì tôi rồi Tôi tôi xin mình nốt lần này Được rồi Ông không ký chứ gì Tôi nói cho ông biết Từ hôm nay tôi không thèm quản ông nữa Ông muốn ra sao thì ra Nhà cửa lợn gà cơm nước hôm nay Tôi tuyên bố Giao hết lại cho ông để xem ông sống như thế nào. Được rồi, để tôi mình cứ nghỉ đi, để tôi làm mình nhá. Lão vẫn khóc hù hù, mụ chả thèm nói gì nữa, bỏ vào buồng ngủ. Từ ngày hôm đấy, người ta ít thấy mặt lão mò ra đường đi chơi nữa. Thi thoảng mới gặp lão đi chở cám cho lợn. Còn về phần mụ, mụ giao hết việc cho lão. Sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, rồi về đi chợ mua đồ sắn cho lão nấu cơm mộ thành thơi đi chơi với bạn bè làng xóm tối nào cũng mụ có mặt ngoài nhà văn hóa ca hát alo mày về chờ mẹ đi làm đẹp ngay nhá mụ gọi cho đứa con gái lấy chồng làng bên mẹ đi làm đẹp sao nó ngạc nhiên chả làm sao cuộc đời mẹ mày sang trang rồi già thế bố đâu ạ à? bố mày trở về với cái máng lợn rồi. Vâng, có gì chủ nhật con lên ạ? À? Ok, cho hai đứa lên luôn nhé. Từ đấy, mộ chăm sóc bản thân kỹ lắm, đầu tóc trải chuốt gọn gàng, tâm hồn mộ lúc nào cũng phơi phới, thân hình mộ thon thả nhẹ nhàng, non trẻ ra, dễ hơn chục tuổi, tính mộ cũng dịu dàng hẳn lại, không gắt gỏng với lão như trước nữa, thấy lão cũng tu trí, mộ vui lắm mộ cũng không khó tính với lão nữa hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà chăm lo đàn lợn tối lại rủ nhau đi tản bộ hóng gió hôm nay hai vợ chồng lão vừa xong bữa cơm tối lão ngồi thảnh thơi uống nước chè nhìn mụ vợ đang cộng sổ cám lão hứng lên rồi gạ này mình ơi hôm nay không đi bộ nữa đóng cửa giao lưu sớm cái nhỉ lên huyện mà giao lưu Mộ trả lời cột lộn. Thôi, tôi kinh rồi. Bây giờ tôi chỉ có mỗi mình thôi. Tôi yêu mình nhất trên đời. Thế cơ à? Thế thì ra đóng cửa sớm đi. Tôi vào trước. Mộ cười hì hì. Lão chạy phăm phăm ra chốt cửa. Thả con lốp ra. Chả biết hai vợ chồng lão làm cái gì mà dục dịch. Hú hí cười khúc khích với nhau mãi đến khuya. Em chỉ nghe loáng thoáng. Này, ông tắm chưa? sao người toàn mồi phân thế à tôi tắm rồi mũi mình bị tắc à nằm im xem nào thơ trào phúng ruộng em bò trống lâu ngày cỏ hoang rậm rạp nước hay tràn bờ đêm ngày lòng những hằng lo tìm người đủ sức đắp bờ khai hoang nước nôi có ngữ khỏi tràn có người cắt xén cỏ hoang mọc đều nắng mưa dù sáng hay chiều nước trong soi bóng cánh diều thần thơ được người dìu dắt trẻ thơ học hành tiến tới mong chờ làm quan họa may nhanh thoát nghèo nàn gương tài soi tỏ chỉ quan mau giàu biết đời nào có kiếp sau xá chi nguyền rủa miễn giàu vinh thân đời ai cũng chỉ một lần tội chi mà cứ quần thâm chân bùn nói ra bảo lý luận cùn Chí lý, đây là một lá thư của một cô gái đăng trên mạng và được CEO của một công ty trả lời. Những gì tôi viết sau đây đều thật lòng cả. Tôi 25 tuổi, tôi rất đẹp, tôi có phong cách và khiếu thẩm mỹ cao. Tôi muốn cưới một anh chàng có thu nhập từ 500.000 đô mỗi năm trở lên. Bạn có thể nói tôi là người tham lam nhưng với thu nhập mỗi năm một triệu đô thì chỉ được coi là tầng lớp trung bình ở New York. Yêu cầu của tôi không cao. Có ai trong forum này có thu nhập hàng năm là 500.000 đô không? Trong số các bạn, có ai lập gia đình chưa? Tôi muốn hỏi tôi phải làm gì để lấy một ông chồng giàu như các bạn? Trong số những anh chàng tôi hẹn hò, anh giàu nhất thu nhập chỉ là 250.000 đô mỗi năm. Đối với tôi, mức lương này là quá ít. Nếu như ai đó có ý định chuyển đến một căn hộ ở phía Tây New York Garden thì mức lương này không đủ để chi tiêu. Tôi có vài câu hỏi cho các bạn. Những anh chàng giàu có thường lui tới những địa điểm nào? Làm ơn hãy liệt kê ra tên và địa chỉ của các quán bar, nhà hàng, phòng tập thể dục tôi nên nhắm những độ tuổi nào và tại sao mấy bà vợ của các đại gia chỉ có nhan sắc trung bình tôi từng tiếp xúc với vài người trong số họ họ chẳng xinh đẹp và chẳng thú vị gì cả nhưng tại sao họ cưới được những ông chồng giàu có và các bạn dựa vào những tiêu chuẩn nào để chọn vợ và những người nào chỉ có thể là bạn gái của các bạn thôi Mục tiêu của tôi bây giờ là lấy chồng, Miss Pretty. Và sau đây là câu trả lời thẳng thắn của một CEO thuộc tập đoàn JP Morgan. Cô Pretty thân mến, tôi đã đọc bài viết của bạn và cảm thấy rất thích thú. Tôi đoán có rất nhiều cô gái cũng có những câu hỏi như bạn. Xin phép cho tôi được phân tích tình huống của bạn với tư cách của một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Một, trước hết mức thu nhập của tôi là 500.000 đô trên một năm, đáp ứng được yêu cầu của bạn. Vì thế hy vọng mọi người không nghĩ rằng tôi đang phí thời gian ở đây. Hai, đứng dưới góc độ là một doanh nhân, tôi nghĩ cưới bạn quả là một quyết định thiếu sáng suốt. Câu trả lời rất đơn giản, hãy để tôi giải thích cho bạn hiểu. Gạt qua những chi tiết linh tinh khác thì rõ ràng bạn đang cố gắng trao đổi nhan sắc lấy tiền, có nghĩa là a có nhan sắc và b có tiền để mua nó công bằng và sòng phẳng tuy nhiên vấn đề mấu chốt ở đây là nhan sắc có thể phai tàn theo năm tháng nhưng tiền đầu tư thì không như vậy thực tế vũ phàng là thu nhập của tôi tăng dần qua năm tháng còn bạn thì không thể ngày một đẹp hơn lên vì thế nếu xét dưới góc độ kinh tế mà nói tôi là một tài sản luôn luôn tạo ra giá trị gia tăng còn bạn chỉ là một tài sản hao mòn. Hơn nữa, không phải hao mòn bình thường mà là hao mòn theo cấp số nhân. Nếu đó là tài sản duy nhất mà bạn có, thì giá trị của nó sẽ bị giảm rất nhiều sau 10 năm nữa. Nếu so với các phiên giao dịch trên phố World, thì việc tôi hẹn hò với bạn cũng như một phiên giao dịch vậy. Nếu giao dịch bị giảm giá thì chúng tôi sẽ bán. Chẳng ai ngốc giữ nó trong một thời gian dài cũng như việc kết hôn vậy. Có thể bạn nghĩ tôi thật dã man khi nói ra điều này, nhưng một tài sản mà tiêu hao lớn như vậy thì tốt nhất là nên bán nó đi hoặc cho thuê. Bạn cần phải hiểu rằng bất kỳ một gã đàn ông nào có mức thu nhập 500.000 đô mỗi năm đều không phải là những gã ngu. Chúng tôi chỉ hẹn hò với bạn nhưng chúng tôi sẽ không cưới bạn. Tôi khuyên bạn, hãy quên chuyện tìm cách lấy chồng giàu đi. Thay vào đó, hãy tự kiếm cho mình khoản thu nhập 500.000 đô mỗi năm để trở thành đại gia. Việc này có nhiều cơ hội thành công hơn so với việc tìm một thằng giàu mà ngu đấy, thân ái. Trong một khu chợ, người ta nghe một bà bán hàng bóp tức là ví giao như sau. Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá. Bóp ra 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi, bóp đi. Thấy vậy, một thanh niên hỏi, Ủa, thế bóp ở đâu là rẻ nhất? Bà ta trả lời, Bóp tôi rẻ nhất rồi, bóp đi bóp đi. có bầu rồi đấy. Trưa trời nắng nóng toát mồ hôi hột, vật vã giữa cái nóng chờ cơm vợ nấu. Lão chợt thấy rung rung ở đáy túi quần. Rút cái smartphone cổ lỗ sĩ ra thì thấy tin nhắn của cô bạn. Tôi có bầu rồi đấy lão à? Lão xuống đây ngay nhé. Ngẩn ra mất mời giây. Lão chợt thấy lạnh toát hết cả người như giữa mùa đông. Mắt lấm lét ngó vào trong bếp xem mụ vợ đâu rồi, nạp vội nội dung tin nhắn vào bộ nhớ não, tay run run bấm nút delete và xóa cái tin nhắn đó luôn. Trời ạ, à, cái con mụ vợ mà nó vớ vẩn, cái máu hoạn thư nổi lên thì thôi rồi, chỉ có đi đời nhà ma, đứt đình đợt luôn chả cần biết đúng sai gì sắt. Lúc ấy thì phần hồn cứ gọi là não hết cả nề. Định hình lại thêm chục giây nữa, lão nghĩ bụng, quái lạ. Hay là cô bạn nhắn nhầm cho thằng nào lại nhắn sang cho mình nhỉ? Mình có làm gì đâu mà nó kêu là bầu với bí nhỉ? Bèn chui vào góc buồn, lão nhắn lại. Bà nhắn nhầm cho ai đấy mà có bầu thật đấy à? Bà trả lời như đinh đóng cột. Nhầm là nhầm thế nào? nhắn cho ông mà có bầu thật chứ đùa, hôm trước nó bé tôi chưa gọi, giờ nó to rồi, tôi mới nhắn cho ông đấy, xuống mà xử lý ngay nhá. Lão lẩm bẩm, thôi bỏ mẹ rồi, không nhầm thì gai thật rồi, hay là có bữa nào cơm no rượu say, ghé thăm mà không nhớ nhỉ. Cái lão giờ có tí tuổi, lão hóa quá rồi. Lão vò đầu, làm sao bây giờ chứ? Mà có phải của mình không cơ chứ chẳng qua cũng chỉ chào hỏi mỗi khi gặp nhau thôi mà không được phải gọi lại cho ra nhẽ mới được lão bèn lủi ra ngõ rồi bật máy giọng lão thỏ thẻ này này bà có nhầm không đấy tôi có làm gì bà đâu mà bầu với bí hả mà bà tuổi tiền mãn thất kinh rồi còn bầu bí gì nữa hả hay của thằng nào mẹ ơi chửa nói xong thì đằng kia bà cô thị nở đã gào lên mắng té tắt này cái lão mặt dài kia lão nghĩ vỡ vẩn cái gì đấy hả tiếng bà rít lên the thé và nói tiếp hôm trước lão dặn tôi nhà có dàn bầu khi nào quả nó to thì gọi cho lão mấy quả nấu canh còn gì bữa nay nó lớn rồi tôi mới nhắn cho lão xuống mà lấy đầu óc lồi lõm nó vừa vừa thôi Lão ú à ú ớ và thở vào nhẹ nhõm à thì ra thế lão quên khuấy đi mất thoát hết cả tim hú hồn cứ tưởng đại tang trước cổng cơ quan một bác nông dân thập thò nghiêng ngó thấy vậy anh bảo vệ quát to này ông kia tới có chuyện gì thế hả tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận hôm nay giám đốc nghỉ để lo đám tang rồi bố giám đốc vừa mất vậy cho tôi gặp phó giám đốc có được không cũng không được vì bố phó giám đốc cũng vừa mất vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân nhưng bác vẫn cố hỏi thêm vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không không được bố chồng của trưởng phòng vừa mất vậy cho tôi gặp phó phòng vậy cũng không được hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang ông nội của phó phòng vừa mới mất trời ạ à, anh đùa tôi đấy à chết gì mà chết lắm thế hả ông nói gì đã không biết thì im đi chết mỗi người chứ lấy đâu ra mà lắm bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc Là chồng của trưởng phòng Và là bố đẻ của phó phòng Ông dù chỉ chửi một người Là chửi cả cái cơ quan này đó Ông biết chưa hả Thôi về đi cho tôi còn đóng cổng cơ quan Vẫn vẫn còn sớm mà Sao mà đóng vội thế Tôi phải về để lo đám tang Bác tôi vừa mất thằng con nhà mình 5 tuổi rồi mà vẫn cứ đái dầm. Mẹ nó mới mắng, còn hư quá đấy, đêm nào cũng đái dầm. Lớn như vậy rồi mà không biết xấu hổ à. Đêm nay đi ngủ thì làm ơn, cởi cái quần đó ra. Không ai hầu hạ con đái dầm mà giặt hoài được đâu. Cậu con bảo, ơ, bố cũng đái dầm hả mẹ? Đêm qua con thấy mẹ bảo bố cởi quần ra đi anh. Bà già và bác sĩ tâm lý Có một cụ bà ngoài 80 tuổi Ở nhà buồn quá Cụ quyết định chơi sổ số để giải trí Rồi một ngày kia Cụ trúng số độc đắc trị giá 200 triệu USD Các con sợ cụ sốc quá Khi biết tin vui Nên thống nhất sẽ thuê một bác sĩ tâm lý Để báo cho cụ Một bác sĩ tài giỏi nhất thành phố đã được chọn để giải quyết vấn đề này. Dưới đây là phương pháp bác sĩ đã áp dụng cho bà cụ. Thưa cụ, năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? À? Tôi năm nay 86 tuổi. Nếu cụ trúng sổ số 5 đô la, thì cụ sẽ làm gì? Tôi sẽ mua cho cháu một chiếc cặp sách mới. Vậy nếu trúng 20 đô la, cụ sẽ làm gì ạ? À? Tôi sẽ mua một ít vật dụng gia đình. Nếu trúng 100 đô la, thì cụ sẽ làm gì? Tôi sẽ mời cả gia đình đi ăn nhà hàng. Và cứ thế tiếp diễn cho đến lúc ông bác sĩ tâm lý nhận thấy cụ già đã đủ bình tĩnh để nghe tin chúng sổ số độc đắc. Ông nói nếu chúng sổ số 200 triệu đô la thì cụ sẽ làm gì? Cụ già quá mệt mỏi vì những câu hỏi của vị bác sĩ nên trả lời cho qua. Một nửa số tiền đó sẽ thuộc về ông. Ông bác sĩ lăn đùng ra ngất xỉu vì không đủ bình tĩnh để nghe một tin giật gân ngoài sức tưởng tượng của mình. Ông đã ra đi mà không kịp nhìn thấy số tiền mà ông được hưởng. Ra, vợ tôi sau thai kỳ 6 tháng đi làm, đúng là gái một con trông mòn con mắt, béo ra một chút, ngực nở ra trắng mặt bầu bĩnh, đúng là đẹp hơn xưa thật nàng được các chị cơ quan khen nên cười híp mắt về nhà khoe với tôi rằng hôm nay em đi làm mọi người bảo em sinh ra đấy tôi chậm rãi bảo họ phát biểu sai sai bất từ rồi vợ liền hỏi thế nghĩa là sao vậy đúng ra là phải nói như thế nào chứ tôi mới trả lời là bớt xấu rồi co hai chân chạy thẳng ra ngoài. <laughs> Kén chồng, một cô gái đang đi học đại học về nhà nghỉ hè, bà mẹ mới hỏi: "Thế sau này con muốn lấy chồng làm nghề gì hả con gái?" Cô gái thò thẻ bảo: "Dạ làm công an được không mẹ?" Bà mẹ bảo: "Không nên, mấy anh này luôn có khẩu hiệu giữ nguyên hiện trường." Thế thì làm cán bộ bảo tàng thì sao hả mẹ? Càng không được, mấy anh này luôn khẩu hiệu không sợ vào hiện vật. Thế mấy anh làm ở sở kế hoạch đầu tư thì sao? Mấy anh này hãy tránh ra ngay. Mấy anh ấy toàn vạch ra rồi để đấy thôi. Thế còn giáo viên tạm coi là được con ạ, à. mấy anh này còn tiết còn lên và hay chấm và trả bài thường xuyên. Trời ạ! À! nghề nào với mẹ cũng không đạt lắm vậy nên lấy chồng nghề gì hả mẹ đạp xích lô mấy anh này cứ lên là đạp tài nói láo có một anh giàu rất sành về khoa nói láo những câu chuyện của anh ta bịa ra thì thần tình khéo léo đến nỗi người nghe đã biết tính của anh ta rồi mà vẫn bị mắc lừa. Nhờ cái tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng, tiếng đồn đến tai quan. Một hôm, quan đòi anh ta đến nha môn, chỉ vào chồng tiền và một cây roi song to tướng để ở trên bàn rồi bảo. Ta nghe đồn, anh nói láo tài lắm, lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi, bây giờ thế này. Anh hãy bịa ra một chuyện gì mà lừa được ta thì ta sẽ thưởng cho 30 quan tiền. Trái lại, nếu anh không lừa nổi ta, thì sẵn chiếc roi xong kia, ta cho anh ba chục roi. Anh nói láo nghe xong gái đầu gái tai bẩm lại quan lớn, đèn trời soi xét hả? À? Quả là bấy lâu nay, còn mắc tiếng oan. Còn có nói láo bao giờ đâu ạ? À? Nguyên con có ông tặng tổ đời xưa đi xứ bên tàu, đem về được một bộ sách, toàn chuyện lạ con xem thấy hay hay rồi đem kể lại nhưng mà chẳng ai tin cứ bảo rằng con nói láo à câu trả lời gợi tính tò mò của quan quan liền bảo thế à vậy anh có thể cho ta mượn xem được không dạ chăm lại quan lớn ngài xá cho ạ à? vì con làm gì có cuốn sách ấy à con nói láo đấy cái đồ hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ bà vợ thức giận quát ông là cái đồ ham ăn biếng làm biết ăn mà không biết nấu ông chồng cãi lại bà tưởng bà ngon lắm hả ít ra tôi còn đỡ hơn bà đấy bà vợ trợn mắt hỏi ông nói thế là sao hử bà là cái đồ dám nấu mà không dám ăn chứ còn sao nữa ngạc nhiên chưa bà chủ nhà nghi chồng mình lén phén với cô sen tối nọ bà cho cô ta về rồi lẻn vào phòng của cô tắt đèn chùm chăn hồi hộp chờ đợi lát sau đúng như bà dự đoán một người đàn ông chui vào chăn cùng với bà gấp gáp hành sự khi xong việc bà tung chăn bật đèn sáng lên và hét lên ngạc nhiên chưa dạ dạ ngạc nhiên thật đấy anh tài xế xanh mặt lắp bắp đã từ chối rất nhiều mối ngon để sống một cuộc sống độc lập tự do hạnh phúc rồi đột nhiên lại mỉm cười mỗi khi có tin nhắn đến lúc này mình đã xác định làng nghiệp của mình đang tới trong giờ giải toán cô giáo đố học sinh ông trời có mấy chân tèo giơ tay phát biểu dạ thưa cô ông trời có hai chân ạ à? Cô giáo liền hỏi, sao em biết là có hai chân chứ? Dạ, thì tối hôm qua em ngủ ở giường một bên trong phòng bố mẹ. Em nghe bố em nói với mẹ, trời ơi, giang hai chân ra cho anh nhờ. Sau đó em nghe mẹ trả lời, trời ơi, trời ơi. Rồi nghe tiếng trời ơi yếu dần, sau đó em ngủ thiếp đi, không còn biết chuyện gì xảy ra nữa à. tối đó anh chồng đi làm về muộn trong tình trạng say xỉn cô vợ vội vàng ra mở cửa dìu anh ta vào nhà đắp khăn lạnh rồi cởi giày cho anh ta vừa nắn bóp cô vợ vừa thì thầm vào tai chồng anh yêu à đã muộn rồi chúng mình lên phòng ngủ thôi nhé anh chồng đang say xỉn trả lời ừ thế cũng được đằng nào về nhà giờ này con vợ anh nó cũng không tha cho hẹn hò oanh phải lòng chàng mạnh bác sĩ nha khoa đẹp trai có tài thơ văn hay lai láng thế nên cô thường lấy lý do đi nhổ răng để có cơ hội đến gặp chàng vì chàng nhổ răng cho các bệnh nhân không bao giờ trích thuốc tê mà toàn đọc văn với thơ cho bệnh nhân nghe say mê muội lơ mơ rồi mới nhổ không biết đau mà chỉ cảm thấy rất thích tuyệt chiêu này một hôm chàng nha sĩ mạnh buồn rầu nói oanh ơi anh nghĩ chúng mình nên dừng lại thôi chắc chồng em có thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy oanh ngạc nhiên làm gì có chuyện đó chứ chúng mình đã hẹn hò được một năm nay rồi mà chồng em có hỏi gì đâu cứ mỗi lần hẹn hò đến với anh là em lại mất một cái răng thì lúc về ông nhìn thấy sao không tin cho được chàng nha sĩ khẽ lắc đầu bảo nhưng mà Em chỉ còn có một cái răng nữa thôi là hết hàm, lần sau em biết lấy lý do gì để đến gặp anh nữa chứ. Ai cai sữa trước? Ông chồng hỏi. Thế tôi là chồng hay là con cô mà cô cứ quát tôi như thế hả? Bà vợ đáp. Tôi cha biết đứa nào còn bú sữa thì là con tôi. Cậu con cũng nhảy vào nói, mẹ nói đúng đấy bố à. Thấy cậu con nói vậy, ông liền quay lại mắng, tao là bố hay là em mày mà mày dạy khôn tao thế hả? À? Bà vợ liền nói luôn, thì đứa nào cai sữa trước thì làm anh thôi. <laughs> ra mắt bố người yêu Có một anh chàng đi ra mắt bố người yêu dạ chào bác ạ à. ừ chào cháu dạ bác cho cháu xin điếu thuốc hả cậu hút thuốc lá hả dạ khi uống bia thì cháu hay hút thôi ạ à? lại còn cả bia nữa cơ à vâng thưa bác cháu uống bia cả bài bạc nữa à dạ trong tù thì có việc gì làm đâu hả bác ôi sao lại vào tù dạ tại vì cháu đi ra mắt bố người yêu nhưng ông ấy không đồng ý nên cháu có một chàng trai gửi tin nhắn fms cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau em ơi khi em đọc tin nhắn này em nợ anh một cuộc hẹn xóa tin nhắn này em nợ anh một cuộc tình lưu tin là em nợ anh một nụ hôn trả lời anh em nợ anh tất cả còn nếu em không trả lời thì em đã yêu anh một lát sau anh chàng nhận lại tin nhắn từ một máy khác tao là bạn trai nó đây đọc tin này mày phải gặp tao tối nay xóa tin này mày sẽ ăn một trăm cái đấm lưu tin này mày ăn hai trăm cái đá trả lời tao mày sẽ ăn tất cả không trả lời Tối nay tao tới nhà mày. Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà mối nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, rồi hàn huyên chuyện làm ăn. Mỗi em hỏi mỗi chị, dạo này sao trông chị gầy sơ sát thế? Mỗi chị lắc đầu, chán lắm em à, vì lâu nay cả vợ chồng nơi chỉ cư ngụ không cãi nhau nữa. Mỗi em ngạc nhiên, việc họ cãi nhau thì có liên quan gì đến chị chứ? Mỗi chị giải thích, sao em chậm hiểu thế? Họ mà cãi nhau là anh chồng bỏ ra ghế salon để ngủ thì chị mới có cơ hội làm ăn chứ. Mỗi em thương hại, hay là chị ra công viên với em đi, ở đó có nhiều cặp tình nhân ôm nhau chẳng biết trời đâu đất đâu nữa. Lúc đó chúng mình tha hồ mà làm ăn. Mỗi chỉ rụt vòi, ôi chẳng dám đâu. Nghe nói ở đó lắm kẻ nghiện ngập lắm. Lỡ mình trích nhầm chúng rồi đâm nghiền lây. Cứ phải tìm dân nghiện mà trích thì khổ cả một đời. Vua quẻ mù câm điếc, xiền làm thuốc, cho nên vua thường mời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bảy cung phi, thì thấy xiển bước vào. Vua ngạc nhiên hỏi có việc gì. Xiển đáp, dạ, hạ thần nghe nói, hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo, mà các sách gọi là tứ chứng nan y, nên vội vàng vào thăm hoàng thượng. Vua khó chịu nói, thiên hạ ác miệng nói cản như vậy, chứ lâu nay, chấm vẫn khỏe mạnh có việc gì đâu. À, thế tứ chứng nan y là những bệnh gì? Diễn tâu, dạ, tứ chứng nan y, họ nói đó là què mù câm điếc ạ. À? Vua nổi giận, độc ác đến mức ấy là cùng. Chấm mà biết kẻ nào bịa chuyện phao đồn ra đầu tiên thì chấm sẽ cắt lưỡi chứ không tha. Diễn nói, dạ, hạ thần nghe thiên hạ đồn như vậy bây giờ mới biết là sai nhưng nghĩ cho kỹ thì lại thấy là có nguyên do cả đấy ạ à? vua bèn hỏi nguyên do thế nào chứ xiền giả bộ rụt rè giả xin hoàng thượng tha tội cho kẻ hạ thần này thì hạ thần mới dám nói ạ à? vua bằng lòng xiền nói thiên hạ thấy hoàng thượng suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cung điện nên họ lầm tưởng là ngài què nước sắp mất mà hoàng thượng vẫn ung dung vui thú nên họ lầm tưởng là ngài mồ trước cảnh núi sông bị quân giặc giày xéo mà hoàng thượng cứ ngồi im nên họ tưởng là ngài câm khắp nơi người ta đều kêu hoàng thượng là kẻ hèn yếu khiếp nhược nhưng ngài vẫn làm ngơ ký hòa ước hàng giặc nên họ lầm tưởng là ngài điếc vua biết xiển trời mình tức uất người nhưng không đủ lý lẽ để bắt tội được cưa gái không thành hai cô bạn ngồi tám chuyện của cậu và anh chàng mới quen ra sao rồi ôi cho vào dĩ vãng rồi sao cơ hôm chủ nhật hai người còn tình tứ lắm cơ mà tối đó ở công viên mưa ngồi chú mưa mà tay anh ta cứ cứ sàm sỡ cậu hả không tay anh ta cứ lo che mặt đồng hồ vì sợ nước vào